Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn Toán lớp 10, sách Cánh Diều. Bài 1. Mệnh đề Toán học, tiết 2. Rồi trong video hôm nay, các em sang phần 4 La Mã, mệnh đề kéo theo. Phần hoạt động 5. Cho N là số tự nhiên, xét hai mệnh đề. Mệnh đề P. Số tự nhiên N chia hết cho 6. Mệnh đề Q. Số tự nhiên N chia hết cho 3. Xét mệnh đề R. Nếu số tự nhiên N chia hết cho 6 thì số tự nhiên N chia hết cho 3. Các em có nhận xét gì về cách phát biểu mệnh đề R? Từ cách phát biểu của mệnh đề R, ta thấy số tự nhiên N chia hết cho 6 chính là nội dung của mệnh đề P. Số tự nhiên N chia hết cho 3 chính là nội dung của mệnh đề Q. Như vậy, mệnh đề R được phát biểu nếu P thì Q. Ở đây các em thay số tự nhiên N chia hết cho 6 bởi P. Số tự nhiên N chia hết cho 3 bởi Q. Ta được mệnh đề R có dạng nếu P thì Q. Thì mệnh đề có dạng nếu P thì Q, người ta gọi là mệnh đề kéo theo. P suy ra Q. Từ P chúng ta suy ra Q. Thầy giáo ví dụ, nếu số tự nhiên N chia hết cho 5 thì chúng ta sẽ suy ra N có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5. Được chưa? Từ P suy ra Q, người ta gọi là mệnh đề kéo theo. Cho hai mệnh đề P và Q, mệnh đề nếu P thì Q được gọi là mệnh đề kéo theo và ký hiệu là P suy ra Q. Mệnh đề P suy ra Q sai khi P đúng Q sai. Rồi, từ P suy ra Q mà Q sai thì chắc chắn là P suy ra Q sẽ sai và đúng trong các trường hợp còn lại. Cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ ở phần sau. Nhận xét, tùy theo nội dung cụ thể, đôi khi người ta còn phát biểu mệnh đề P suy ra Q là P kéo theo Q, hay là P suy ra Q, hay là vì P nên Q. Rồi, thầy giáo ví dụ, mệnh đề A có nội dung là số tự nhiên N chia hết cho 3. Mệnh đề B, số tự nhiên N có tổng các chữ số chia hết cho 3. Rồi, từ hai mệnh đề A và B, thì chúng ta có thể viết mệnh đề nếu A thì B như sau. Nếu số tự nhiên N chia hết cho 3 thì số tự nhiên N có tổng các chữ số chia hết cho 3. Và chúng ta có mệnh đề là A suy ra B. Thì đây chính là mệnh đề kéo theo. Được chưa? Nếu A thì B. Nếu số tự nhiên N chia hết cho 3 thì số tự nhiên N có tổng các chữ số chia hết cho 3. Nếu A thì B, A suy ra B, thì đây chính là mệnh đề kéo theo. Các em hình dung được chưa? Rồi tiếp theo là các em sang ví dụ 5. Cho tam giác ABC, xét hai mệnh đề
mệnh đề P. Tam giác ABC có hai góc bằng 60 độ. Mệnh đề Q. Tam giác ABC đều. Hãy phát biểu mệnh đề P suy ra Q và nhận xét tính đúng sai của mệnh đề đó. Rồi các em biết là mệnh đề P suy ra Q có dạng nếu P thì Q. Nếu tam giác ABC có hai góc bằng 60 độ thì Q, tức là thì tam giác ABC đều. Rồi các em có thể phát biểu mệnh đề P suy ra Q như sau. Các em ký hiệu là P suy ra Q 2 chấm. Nội dung của mệnh đề các em đặt trong dấu ngoặc kép. Nếu P thì Q. Nếu tam giác ABC có hai góc bằng 60 độ thì tam giác ABC đều. Rồi bây giờ các em nhận xét tính đúng sai của mệnh đề này. Nếu tam giác ABC có hai góc bằng 60 độ thì tam giác ABC đều, đúng không? Bây giờ các em tính góc còn lại bằng bao nhiêu? Tổng 3 góc trong một tam giác bằng 180 độ. Muốn tính góc còn lại, các em lấy tổng 3 góc trừ đi 60 cộng 60. Và chúng ta tính được góc còn lại bằng 60 độ. Tam giác mà có 3 góc đều bằng 60 độ thì tam giác này là tam giác đều. Được chưa? Thì tam giác ABC đều là đúng. Mệnh đề trên là đúng. Nhận xét, các định lý toán học là những mệnh đề đúng và thường phát biểu ở dạng mệnh đề kéo theo từ P suy ra Q. Khi đó ta nói P chính là giả thiết, Q là kết luận của định lý. Hay là P là điều kiện đủ để có Q, hoặc Q là điều kiện cần để có P. Rồi đây các em chỉ cần hiểu đơn giản là mệnh đề kéo theo được ký hiệu là P suy ra Q, có nghĩa là từ P chúng ta suy ra Q, trong đó P là giả thiết và Q là kết luận. Các em chỉ cần hiểu đơn giản như vậy thôi. P là giả thiết, Q là kết luận. Giả thiết, nếu tam giác ABC có hai góc bằng 60 độ thì chúng ta kết luận tam giác ABC đều. Phần luyện tập và vận dụng 5. Hãy phát biểu một định lý toán học ở dạng mệnh đề kéo theo P suy ra Q. Rồi các em có thể lấy một ví dụ. Nếu hai đường thẳng cùng song song với đường thẳng thứ ba thì hai đường thẳng đó song song với nhau. Nếu A song song với C, B cũng song song với C thì chúng ta kết luận A song song với B, tức là hai đường thẳng đó song song với nhau. Giả thiết A song song với C, B song song với C, kết luận A song song với B. Được chưa? Thì đây là một định lý toán học ở dạng mệnh đề kéo theo P suy ra Q. Giả thiết là P thì kết luận là Q. Rồi tiếp theo là các em sang phần 5-5A. Mệnh đề đảo, hai mệnh đề tương đương. Phần hoạt động 6. Cho tam giác ABC, xét mệnh đề dạng P suy ra Q như sau. Nếu tam giác ABC vuông tại A,
thì tam giác ABC có AB bình phương, AB bình phương cộng AC bình phương bằng BC bình phương, tức là tổng bình phương của hai cạnh góc vuông bằng bình phương của cạnh huyền. Phát biểu mệnh đề Q suy ra P và xác định tính đúng sai của hai mệnh đề P suy ra Q và Q suy ra P. Rồi trước hết là các em phát biểu mệnh đề Q suy ra P. Để phát biểu mệnh đề Q suy ra P thì các em phải chỉ ra được đâu là P và đâu là Q. À, theo đề bài, xét mệnh đề P suy ra Q như sau. Nếu tam giác ABC vuông tại A thì tam giác ABC có AB bình phương cộng AC bình phương bằng BC bình phương. P suy ra Q. Mệnh đề này có dạng nếu P thì Q. Nếu tam giác ABC vuông tại A thì đây chính là P. Thì tam giác ABC có AB bình phương cộng AC bình phương bằng BC bình phương. Nếu P thì Q. Đây chính là Q. Được chưa? Bây giờ các em phát biểu mệnh đề Q suy ra P, tức là nếu Q thì P. Rồi đầu tiên là các em phải chỉ ra mệnh đề P, tam giác ABC vuông tại A. Mệnh đề Q, tam giác ABC có AB bình phương cộng AC bình phương bằng BC bình phương. Vậy mệnh đề Q suy ra P, Q suy ra P, mệnh đề này có dạng nếu Q thì P. Nếu tam giác ABC có AB bình phương cộng AC bình phương bằng BC bình phương thì P. Thì tam giác ABC vuông tại A. Bây giờ các em xác định tính đúng sai của hai mệnh đề P suy ra Q và Q suy ra P. Rồi, chúng ta đã học định lý Pitago. Theo định lý Pitago, nếu tam giác ABC vuông tại A thì tổng bình phương của hai cạnh góc vuông bằng bình phương của cạnh huyền, tức là AB bình phương cộng AC bình phương bằng BC bình phương. Do đó mệnh đề P suy ra Q là đúng. Theo định lý Pitago đảo, nếu tam giác ABC có AB bình phương cộng AC bình phương bằng BC bình phương thì tam giác ABC vuông tại A. Từ đó chúng ta suy ra mệnh đề Q suy ra P là đúng. Như vậy cả hai mệnh đề đều đúng. Rồi như vậy là mệnh đề Q suy ra P được gọi là mệnh đề đảo của mệnh đề P suy ra Q. Nếu cả hai mệnh đề P suy ra Q và Q suy ra P đều đúng thì ta nói P và Q là hai mệnh đề tương đương và ta ký hiệu là P tương đương với Q. Được chưa? P suy ra Q và Q suy ra P đều đúng thì ta nói P và Q là hai mệnh đề tương đương. Ta ký hiệu là P tương đương với Q. Rồi như vậy là các em đã hiểu thế nào là mệnh đề đảo và thế nào là mệnh đề tương đương chưa?
Trong toán học, những câu khẳng định đúng phát biểu ở dạng P tương đương với Q cũng được coi là một mệnh đề toán học, gọi là mệnh đề tương đương. Nhận xét, mệnh đề P tương đương với Q có thể phát biểu ở những dạng như sau. P tương đương Q. P là điều kiện cần và đủ để có Q. P khi và chỉ khi Q. P nếu và chỉ nếu Q. Rồi đây thì các em chỉ cần nhớ một ý thôi, không cần phải nhớ hết. Ví dụ là các em chỉ cần nhớ ý là P tương đương với Q thì nó có thể phát biểu ở dạng là P khi và chỉ khi Q. Các em chỉ cần nhớ ý P khi và chỉ khi Q. Ý này là dễ nhớ nhất này. P suy ra Q thì phát biểu có dạng nếu P thì Q. P tương đương với Q phát biểu có dạng P khi và chỉ khi Q. Rồi cụ thể là các em vào ví dụ 6. Trong hoạt động 6, hai mệnh đề P và Q có tương đương không? Nếu có, hãy phát biểu mệnh đề tương đương đó. Rồi trong phần hoạt động 6 thì ta có mệnh đề P. Tam giác ABC vuông tại A. Mệnh đề Q. Tam giác ABC có AB bình phương cộng AC bình phương bằng BC bình phương. Theo định lý Pythagore, hai mệnh đề P suy ra Q và Q suy ra P đều đúng. Thầy giáo đã giải thích ở phần trên rồi đúng không? Nếu P suy ra Q và Q suy ra P đều đúng thì ta nói P và Q là hai mệnh đề tương đương. Được chưa? Do đó hai mệnh đề P và Q là tương đương. Và ta có thể phát biểu như sau. P tương đương với Q thì phát biểu nó có dạng là P khi và chỉ khi Q. Tam giác ABC vuông tại A khi và chỉ khi tam giác ABC có AB bình phương cộng AC bình phương bằng BC bình phương. Được chưa? Ta có thể phát biểu như sau. Tam giác ABC vuông tại A khi và chỉ khi tam giác ABC có AB bình phương cộng AC bình phương bằng BC bình phương. Tiếp theo là các em sang phần luyện tập và vận dụng 6. Cho tam giác ABC từ các mệnh đề P, tam giác ABC đều, mệnh đề Q, tam giác ABC cân và có một góc bằng 60 độ. Hãy phát biểu hai mệnh đề P suy ra Q và Q suy ra P và xác định tính đúng sai của mỗi mệnh đề đó. Nếu cả hai mệnh đề trên đều đúng thì hãy phát biểu mệnh đề tương đương. Rồi trước hết là các em phát biểu mệnh đề P suy ra Q. Mệnh đề P suy ra Q nó có dạng là nếu P thì Q. Được chưa? Nếu tam giác ABC đều thì Q.
thì tam giác ABC cân và có một góc bằng 60 độ. Các em ký hiệu là P suy đa quy 2 chấm này. Nội dung mệnh đề các em đặt bên trong dấu ngoặc kép. Nếu P thì Q, nếu tam giác ABC đều thì tam giác ABC cân và có một góc bằng 60 độ. Tiếp theo là mệnh đề Q suy ra P. Q suy ra P có dạng nếu Q thì P. Nếu tam giác ABC cân và có một góc bằng 60 độ thì P thì tam giác ABC đều. Tức là mệnh đề này nó là mệnh đề đảo của mệnh đề trên. Nếu cả hai mệnh đề đều đúng thì ta nói P tương đương với Q. Ở đây ta thấy cả hai mệnh đề đều đúng. Mệnh đề thứ nhất, tam giác ABC đều. Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau và ba góc bằng nhau. Nếu tam giác ABC đều thì tam giác ABC cân. À, tam giác cân thì chỉ cần có hai cạnh bên bằng nhau thôi. Ở đây không những có hai cạnh bên bằng nhau mà nó có cả ba cạnh bằng nhau. Được chưa? Và có một góc bằng 60 độ. À, ABC đều. Nó không những có một góc bằng 60 độ mà nó có cả ba góc đều bằng 60 độ. Như vậy là P suy ra Q đúng. Rồi. Q suy ra P thì sao? Nếu tam giác ABC cân và có một góc bằng 60 độ. Ví dụ góc A bằng 60 độ. Thì tam giác ABC đều có đúng hay không? À, góc A bằng 60 độ. Vì ABC cân cho nên B bằng C. B bằng C. Mà B cộng C bằng 180 trừ 60 bằng 120. B cộng C bằng 120. Vậy suy ra B bằng C bằng 60 độ. Tam giác ABC có 3 góc đều bằng 60 độ. Vậy tam giác ABC là tam giác đều. Tức là Q suy ra P là đúng. Được chưa? Một góc bằng 60 độ, ví dụ góc B bằng 60 độ, không phải là góc A. Không phải là góc A. Tam giác vẫn cân tại A. Nhưng góc 60 độ là góc B. Thì suy ra góc C cũng bằng 60 độ. Vì B bằng C. Cân tại A thì B bằng C bằng 60 độ. Suy ra góc A cũng bằng 60 độ. Vậy ABC đều. Được chưa? Trường hợp nào thì Q suy ra P vẫn đúng? Ta thấy cả hai mệnh đề trên đều đúng. Nếu cả hai mệnh đề trên đều đúng, tức là P tương đương với Q. Bây giờ các em hãy phát biểu mệnh đề tương đương. Mệnh đề tương đương có dạng P khi và chỉ khi Q. Đúng không? P đây, Q đây. Bây giờ các em thêm cụm từ khi và chỉ khi ở giữa. P tương đương với Q. Hai chấm. Tam giác ABC đều khi và chỉ khi tam giác ABC cân và có một góc bằng 60 độ. Được chưa?
Rồi tiếp theo là các em sang phần 6 la mã. Ký hiệu mọi và tồn tại. Ký hiệu này người ta gọi là ký hiệu mọi này, với mọi này. Ký hiệu chữ E ngược này gọi là tồn tại. Được chưa? Cụ thể thế nào? Các em vào phần hoạt động 7. Cho mệnh đề chứa biến N chia hết cho 3 với N là số tự nhiên. A. Phát biểu mọi số tự nhiên N đều chia hết cho 3 có phải là mệnh đề không? B. Phát biểu tồn tại số tự nhiên N chia hết cho 3 có phải là mệnh đề không? Ở đây chúng ta chưa cần bàn đến tính đúng sai của mệnh đề. Trước hết là các em trả lời xem là có phải là mệnh đề không? À, ta thấy phát biểu này đều là những khẳng định về một sự kiện trong toán học. Cho nên những phát biểu này đều là mệnh đề. Được chưa? A. Phát biểu mọi số tự nhiên N đều chia hết cho 3 là một mệnh đề. B. Phát biểu tồn tại số tự nhiên N chia hết cho 3 là một mệnh đề. Phát biểu mọi số tự nhiên N đều chia hết cho 3 là một mệnh đề. Có thể viết lại mệnh đề đó như sau. Với mọi số tự nhiên N, N đều chia hết cho 3. Phát biểu tồn tại số tự nhiên N chia hết cho 3 là một mệnh đề. Có thể viết lại mệnh đề đó như sau. Tồn tại số tự nhiên N, N chia hết cho 3. Rồi để viết gọn phát biểu với mọi số tự nhiên N thì ta sẽ dùng ký hiệu như thế này. Chữ E viết ngược, các em đọc là với mọi số tự nhiên N thì chúng ta ký hiệu là với mọi N thuộc tập hợp các số tự nhiên. Ở đó ký hiệu chữ E viết ngược đọc là với mọi. Thì khi đó mệnh đề với mọi số tự nhiên N, N đều chia hết cho 3. Chúng ta có thể viết lại như sau. Chúng ta viết lại như thế này. Tương tự, để viết gọn phát biểu tồn tại số tự nhiên N thì ta dùng ký hiệu này. Chữ E viết ngược, các em hiểu là tồn tại. Được chưa? Tồn tại số tự nhiên N, các em ký hiệu là tồn tại N thuộc tập hợp các số tự nhiên. Ở đó ký hiệu chữ E viết ngược đọc là tồn tại. Rồi các em chỉ cần nhớ là đọc là tồn tại thôi. Còn hoặc thì các em không cần phải nhớ làm gì, các em chỉ cần tham khảo thôi. Khi đó mệnh đề tồn tại số tự nhiên N, N chia hết cho 3 có thể viết lại như sau. Tồn tại N thuộc tập hợp các số tự nhiên N chia hết cho 3. Rồi tiếp theo là các em sang ví dụ 7. Các em sử dụng ký hiệu với mọi để viết mỗi mệnh đề sau và xét xem mệnh đề đó là đúng hay sai. Giải thích vì sao. A. Các em viết lại mệnh đề P. Các em dùng ký hiệu để viết lại mệnh đề P. Với mọi số thực x, x bình phương cộng 1 luôn lớn hơn 0. Ở đây số thực ký hiệu là R, viết in. Vậy
Các em sẽ thay cái dòng này bằng ký hiệu thôi. Các em hiểu là với mọi x thuộc tập hợp các số thực, được chưa? Thì x bình phương cộng 1 lớn hơn 0. Điều này có đúng không? À, với mọi x thuộc R thì x bình phương luôn lớn hơn hoặc bằng 0, ít nhất là bằng 0. Do đó x bình phương cộng 1 luôn lớn hơn hoặc bằng 1, ít nhất là bằng 1. Ít nhất là bằng 1. Mà 1 thì lớn hơn 0 rồi. Cho nên x bình phương cộng 1 lớn hơn 0 với mọi giá trị của x thuộc R. Vậy mệnh đề P là mệnh đề đúng. B, mệnh đề Q. Các em viết lại mệnh đề Q với mọi số tự nhiên N. Bây giờ các em thay bằng ký hiệu là với mọi N thuộc tập hợp các số tự nhiên. N bình phương cộng N chia hết cho 6. Các em thay cụm từ chia hết cho 6 bằng ký hiệu dấu ba chấm. Được chưa? Điều này có đúng hay không? Ở đây mệnh đề khẳng định với mọi giá trị N thuộc tập hợp các số tự nhiên thì N bình phương cộng N chia hết cho 6. Bây giờ chúng ta chỉ cần tìm ra một giá trị của N. Chúng ta thay vào đây, thay vào N bình phương cộng N, ta được kết quả nó không chia hết cho 6, thì chứng tỏ Q là sai. Chúng ta chỉ cần chỉ ra một giá trị thôi. Ví dụ N bằng 1 thì ta thấy N bình phương cộng N sẽ bằng 1 cộng 1 bằng 2. 2 không chia hết cho 6. Cho nên mệnh đề Q là sai. Mệnh đề Q là mệnh đề sai. Được chưa? Ví dụ 8. Các em sử dụng ký hiệu tồn tại để viết mỗi mệnh đề sau và xét xem mệnh đề đó là đúng hay sai. Giải thích vì sao. A. Mệnh đề M tồn tại số thực x sao cho x mũ 3 bằng trừ 8. Rồi các em thay cái dòng này bằng cái dòng ký hiệu này. Tồn tại số thực x, số thực được ký hiệu là R. Tồn tại x thuộc R thì x mũ 3 bằng trừ 8. Tức là tồn tại ít nhất một giá trị x thuộc R sao cho x mũ 3 bằng trừ 8. Có nghĩa là các em chỉ cần chỉ ra một giá trị của x thuộc R sao cho x mũ 3 bằng trừ 8 thì mệnh đề M là đúng. Cụ thể chúng ta chỉ ra x bằng trừ 2, thay vào ta có x mũ 3 tức là trừ 2 mũ 3. Các em tính bằng trừ 8. Được chưa? Vậy mệnh đề M là mệnh đề đúng. Rồi câu B. Mệnh đề N tồn tại số nguyên x sao cho 2x cộng 1 bằng 0. Nội dung của mệnh đề này các em hiểu là tồn tại ít nhất một số nguyên x sao cho 2x cộng 1 bằng 0. Bây giờ các em viết lại, các em thay dòng này bằng ký hiệu thôi. Số nguyên, ký hiệu là Z, viết in. Tồn tại x thuộc tập hợp các số nguyên sao cho 2x cộng 1 bằng 0. Rồi, cụ thể 2x cộng 1 bằng 0. Các em giải phương trình này ra. 2x cộng 1 bằng 0 khi x bằng trừ 1 phần 2. Đúng không? Trừ 1 phần 2 nó không phải là số nguyên. 2x cộng 1 bằng 0 khi x bằng trừ 1 phần 2.
Như vậy là với mọi giá trị của x thuộc z thì 2x cộng 1 luôn khác không. Có nghĩa là chúng ta không tìm được một giá trị nào của x thuộc z để 2x cộng 1 bằng 0 cả. Vậy mệnh đề n là mệnh đề sai. Phần hoạt động 8, bạn An nói mọi số thực đều có bình phương là một số không âm. Bạn Bình phủ định lại câu nói của bạn An. Có một số thực mà bình phương của nó là một số âm. A. Các em sử dụng ký hiệu mọi để viết mệnh đề của bạn An. B. Các em sử dụng ký hiệu tồn tại để viết mệnh đề của bạn Bình. Rồi các em dựa vào gợi ý này để chúng ta viết mệnh đề của bạn An và bạn Bình. Trước hết là các em viết mệnh đề của bạn An. Mọi số thực đều có bình phương là một số không âm. Mệnh đề của bạn An được viết là mọi số thực, tức là mọi x thuộc R, đều có bình phương là một số không âm, tức là x bình phương không âm thì lớn hơn hoặc bằng 0. Được chưa? Rồi tiếp theo câu B. Các em sử dụng ký hiệu tồn tại để viết mệnh đề của bạn Bình. Bạn Bình phủ định lại câu nói của bạn An. Có một số thực mà bình phương của nó là một số âm, tức là tồn tại một số x thuộc R mà bình phương của nó là một số âm, tức là x bình phương nhỏ hơn 0. Được chưa? Rồi tiếp theo chúng ta có này, cho mệnh đề P chứa biến x thuộc x lớn. Phủ định của mệnh đề là mệnh đề. Phủ định của mệnh đề là mệnh đề. À, phần này nghe có vẻ hơi hại não nha. Rồi không sao, các em chỉ cần hiểu đơn giản như thế này. Phủ định của mệnh đề là mệnh đề. Thì hai cái mệnh đề này nó trái ngược nhau. Nó giống như là hai ý kiến trái chiều. Được chưa? Ở đây các em hiểu này. Bên này là mọi thì bên kia sẽ là tồn tại. Bên này là P thì bên kia sẽ là P gạch ngang. Được chưa? Rất đơn giản để các em nhớ. Phủ định của mệnh đề là mệnh đề. Bên này là tồn tại thì bên kia sẽ là mọi. Bên này là P thì bên kia sẽ là P gạch ngang. Thầy giáo ví dụ. Mệnh đề P là với mọi x thuộc R thì 3x bé hơn 0. Ở đây chúng ta chưa cần bàn đến tính đúng sai nha. Mệnh đề P với mọi x thuộc R, 3x bé hơn 0. Vậy phủ định của mệnh đề P, phủ định của mệnh đề P sẽ là P gạch ngang. Được chưa? Chỗ này là mọi thì chỗ này phải là tồn tại. Chỗ này là 3x nhỏ hơn 0 thì chỗ này phải ngược lại là 3x lớn hơn hoặc bằng 0. Các em thấy dễ nhớ chưa? Phủ định của mệnh đề P là P gạch ngang. Phủ định của mệnh đề này thì nó là cái mệnh đề này. Chỗ này là mọi thì chỗ này là tồn tại. Chỗ này là 3x nhỏ hơn 0 thì chỗ này phải ngược lại là 3x lớn hơn hoặc bằng 0. Các em hình dung được chưa? Ví dụ 9, lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau. Trước hết là các em lập mệnh đề phủ định của câu A này. Cái mệnh đề câu A này. Rất đơn giản thôi, các em không cần phải suy nghĩ nhiều. Được chưa? Phủ định của mệnh đề là mệnh đề. Chỗ này là mọi.
thì chỗ này là phải là tồn tại, được chưa? Chỗ này lớn hơn hoặc bằng thì chỗ này phải ngược lại là bé. Đơn giản như vậy thôi. Phủ định của mệnh đề là mệnh đề. Rồi, phủ định của mệnh đề là mệnh đề. Chỗ này là tồn tại thì chỗ này phải là mọi. Chỗ này là bằng không thì chỗ này phải khác không. Rất đơn giản. Được chưa? Các em mà không hiểu là các em dễ bị tẩu hỏa nhập ma nha. Luyện tập và vận dụng 7. Phát biểu mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau. A. Tồn tại số nguyên chia hết cho ba. À, đây người ta chỉ yêu cầu các em phát biểu thôi, không cần phải dùng ký hiệu. Tồn tại số nguyên chia hết cho ba. Bây giờ các em phát biểu mệnh đề phủ định của cái mệnh đề này. Được chưa? Mệnh đề phủ định của mệnh đề tồn tại số nguyên chia hết cho ba được phát biểu là. Chỗ này là tồn tại thì các em thay nó bằng với mọi. Được chưa? Chỗ này là chia hết thì các em thay bằng không chia hết. Nó ngược lại, nó trái chiều nhau. Đơn giản như vậy thôi. Tồn tại số nguyên chia hết cho 3 thì mệnh đề phủ định của nó là với mọi số nguyên đều không chia hết cho 3. Rồi câu B. Mọi số tập phân đều viết được dưới dạng phân số. Mệnh đề phủ định của mệnh đề mọi số tập phân đều viết được dưới dạng phân số được phát biểu là. Chỗ này là mọi thì các em thay bằng tồn tại, được chưa? Chỗ này là viết được thì các em thay bằng không viết được. Nó ngược nhau thôi mà. Tồn tại số tập phân không viết được dưới dạng phân số. Ở trên là mọi số tập phân đều viết được dưới dạng phân số. Thì mệnh đề phủ định của nó là tồn tại số tập phân không viết được dưới dạng phân số. Được chưa? Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Các em có thể theo dõi tiếp các bài học sau được thầy giáo đặt trong phần sách sách phát. Toán lớp 10 sách cánh diều. Rồi xin chào và chúc các em học tốt.